Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người chương trình này góp nhận 100 token GFRR. Một token này đó, hình như là mình check cho thông tin là nó có list sàn ở thế này. Các bạn phần link mô tả mình. Chương trình này góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 12 năm 2020 và sẽ phân phối vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 tất cả các bạn. Rồi dòng đội thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Rồi dòng thứ hai thì các bạn cũng khai báo địa chỉ email luôn. Rồi các bạn vào trên Telegram, các bạn cũng ghi là username Telegram của các bạn nè, cộng 1133, các bạn sẽ tìm copy username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Nhưng mấy cái này thì mình không có hướng dẫn nữa các bạn. Rồi rồi các bạn vào đây follow hai cái kênh, các bạn vào đây follow và retweet hai kênh inbox của The World các bạn. Rồi các bạn ghi là username mình đã follow rồi các bạn. Rồi các bạn ghi ra cộng MMO, các bạn giờ mở trang trader của mình ra các bạn, a cộng MMO Ngọc Anh. Rồi link cái link tweet này thì các bạn copy cái hát anh này các bạn và tăng 5 người bạn vào, các bạn copy từ đây nha các bạn. Hoặc các bạn lướt trên đây nè các bạn copy hát tăng trên đây đi cho nó dễ hơn, từng chữ nó bự hơn. Đâu ta pha pha các bạn dễ xíu không. Con này chạy trên tảng TC20 các bạn. Rồi các bạn sẽ chép lại nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép lại, các bạn trở về một cái link nghị quyết nè. Rồi các bạn chậm xíu các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like với nó một bài đi. Rồi các bạn test và trả lời nữa các bạn. Cần nhấp vào một cái tab này các bạn. Cần dán vào đây nè. Rồi các bạn tăng 5 người bạn của mình vào các bạn. Đây cộng. Và các bạn mình kiếm thêm hai người bạn, các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Bốn năm, rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi rồi các bạn trở về một cái link form của tất cả, về một cái trang Twitter của tất cả các bạn nhé. Làm cái đúp rồi đi. Rồi các bạn nhấp vào ba một bộ hồ sơ này các bạn. Rồi các bạn qua tài viết trả lời này các bạn. Rồi các bạn bấm vào một chia sẻ này các bạn. CFGR nó tốc cần này nó đã có. Rồi bạn có giờ một chia sẻ cái này nè mà. Rồi bạn sao chép đến liên kết nha bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Các bạn chạy qua lên form mình nè, bạn bắt vô đây nè các bạn. Rồi bạn chạy xuyên mà. Rồi xuống đây thì các bạn submit like Facebook and sell tăng 3 người bạn. Bạn cũng nhấp vào Facebook mình nữa tất cả các bạn. Rồi nó kêu gọi lên đường đi. Rồi bạn thích nghe các bạn. Các bạn qua bài viết. Rồi các bạn thích nghe các bạn. Đóng tiêu rồi ta.
các bạn thích rồi các bạn chia sẻ dưới dạng viết bài nè các bạn. Các bạn ghi ba người bạn của mình vào nha tất cả các bạn. Thì các bạn cũng chỉ việc ai cộng thôi. Ghi tên đại những người nào đi các bạn. Rồi, đây không biết các bạn, mình khỏi tan ba người bạn cũng được nữa các bạn. Rồi các bạn chỉ việc đăng lên thôi. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy dòng thời gian của mình nè các bạn. Rồi các bạn cũng mở trở về một con cái đúng form này nè. Rồi các bạn dán cái đường link profile của mình ở đây em á. Profile link Facebook. Rồi. Cái dòng thứ hai này thì các bạn vào đây đăng ký vào kênh YouTube của nó, rồi các bạn trở về kênh YouTube của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào đây nè. Mày lâu quá chậm mà các bạn ơi. Đổi đời rồi các bạn ơi. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân ngôn ngữ của mình nè. Rồi nhấp vào kênh của bạn nè các bạn. Các bạn nhấp vào bài và trên đầu nha các bạn. Rồi bấm vào chia sẻ. Rồi bấm vào sao chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn bắt đầu lên nè. Rồi các bạn chạy về link form nha các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi cái chỗ này thì các bạn dùng địa chỉ cho link nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ TGC20 của mình ra. Rồi các bạn chạy chút xíu. Rồi các bạn bấm những reset nè. Các bạn copy nè các bạn. Rồi các bạn trả lời nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên dán này nha các bạn. Rồi cái dòng này thì các bạn ghi giùm mình là cái gapfer là cái địa chỉ ID của tất cả các bạn ghi giùm mình a cộng MMO của anh nha các bạn. Mình còn lại dưới phần link mô tả đó. Rồi các bạn chỉ việc bấm gỡ là xong nha các bạn. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.